Xin chào anh Khánh ở Kiên Giang nha, mình là Nhật Auto đây. Bây giờ Nhật sẽ test lọc Yamaha W2031A trước khi giao cho anh. Để mời anh. Giờ Nhật sẽ test nó nghe bình thường qua cái âm ly này. Rồi sau đó Nhật sẽ test nó nghe qua lọc. Mùa đông ai đang chiều về có đôi để cho mưa gió đông lạnh một cây dược bảo qua lòng để em trong bao ngày xa cách đang màu đẹp vào chiếc áo mùa đông cây lá chờ mùa xuân thêm tươi là rừng mây mù là mây đông. Đông em ngồi đàn áo ấm ra xa đây tặng đồ cho anh bốn giác chuyển áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm những khi cho em có chiều nắng đẹp tình đợt mưa người về say hành phúc tương lai áo đan sông rơi nhớ cho em gửi muôn vàn niềm thương áo đan sông rơi nhớ cho em gửi muôn vàn niềm thương áo đan sông anh Khanh đã ủng hộ Nhật Auto nha. Bây giờ Nhật sẽ bắt đầu đóng thùng xốp trước khi giao cho anh. Rồi cảm ơn anh.